Sao vậy Linh? Anh ơi, em xin lỗi anh. Tại do em làm tạm nhân viên không tốt. Nếu như anh mà không thấy cái này thì sẽ hốt lên cho khách ăn. Đúng không? Trời ơi. Tha cho em đó. Dạ rồi. Dạ. Sắp đợi đợi chứ. Quán xá làm ăn vậy là chết rồi. Dạ. Ok. Dạ. Làm ăn tốt nha. Dạ rồi. Cái gì? Đổ bỏ. Đổ bỏ liền. Đổ bỏ. Tôi mà không thấy là hút cho khách ăn rồi. Đây là bánh tráng trộn. Phần nhiêu em? 30.000. Đây là món gì? Bánh tráng cuốn à. Đây là lạp xưởng. Quỳnh đi review quán Quỳnh. Hello mọi người, em là Quỳnh Quỳnh đây. Em là quản lý của quán Phim. Vâng, mấy bữa là nhân viên lên quản lý hả? Đây là lạp xưởng nướng đá. Đúng rồi. Thì bây giờ là quán em có lạp xưởng nướng đá ở đây rất là ngon. Nhiêu phần là nhiêu? 20.000 một cây. Đúng không em? Ủa đâu rồi? 20.000. Trời ơi, đây là bánh ngọt. Đó. Con lên cắt cái này ra. Cắt cái bạch ra. Đó, đây là bánh này cũng đi sắp nhiều mỏng. Dạ, cái khen trường. Pizza lò củi. Sao tiệm này nhạt nhẽo vậy? Nó nằm bên trong. Rồi cái đó rồi, cái đó rồi, cái đó rồi. À rồi hả? Qua đi anh. Qua. Anh ơi, chị ơi, chị ơi, mình kiểm tra giá hàng giùm em. Không, không kiểm tra giá hàng giùm em. Chị ơi, không được kiểm tra giá hàng giùm em. Nè, Hải Phó kỹ hả? Dạ, Hải Phó không nên nghỉ anh ơi. À. Em mà bỏ bê quá không được. Ngày nó đầu tư lên chưa? Ok đó. Làm ăn lên đó anh. Lên nha. Là hôm nay em bán cố gắng, hôm nay bán là để mục tiêu là đủ cái đèn led. Vậy mai ta gắn rồi, ghê không? Dạ. Alo liền mai, đúng mai không? Gắn. Ghê thiệt. Mai ai cho để chị Gia Linh đây vậy? Dạ cái này là tháo xuống. Anh ơi, tháo này... xuống. Cái này không phải đâu. Tháo xuống. Cái này không có tháo được anh ơi. Cái này là vi phạm gì đó? Không đâu, không đâu. Vi phạm mỹ quan đô thị. Không có cái tên của em nó đẹp vậy, không phải cái này ai gắn cho bọn em gắn nó dính vô cái xe luôn rồi. Không có gắn được anh ơi. Ừ. Đó mới kêu làm nè mấy chị ơi, tới đây là không để giá là nó sẽ kê giá lên. Dạ, nó sẽ bán chặt chém khách. Dạ đúng rồi, cái này là sao mà bỏ chỉ 30 rồi. Không phải, cái chỗ này là chỗ ok. Ok. Có nghĩa là ok. 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 40 50. Ok. Anh hiểu không? À. Không phải là em sửa giá đâu nha. Ok. Dạ. Quý vị lưu ý gian hàng giùm em nha. Dạ có thêm sờ lắc rồi nữa kìa anh. Dạ, đây món mới luôn anh. 15.000 một lon. 15.000 một lon. Dạ. Hôm qua lấy ly của mình luôn á. Hôm qua bán 20. Cái khách sao ai có ăn mặc của Phim mà ăn mặc gợi cảm vậy? Mà phải chi chân mày dài. Chân mày có như hai cây tâm vậy đó. Anh quay vậy nên em mới lùng á. Lùng đâu. Được rồi, quá nhiều thời gian. Hai bót quay luôn ha. Thôi bỏ hai bót đi. Anh ơi, hai bót nêm chua hai bót. Nêm chua hai bót nữa nha, ngon. Ngon không? Mày có thêm cái món gà lắc nữa không? Nó ngon nha, khách không vô mày uống nước mày, khách tại đi tới đây mua đây về nhà ăn. Không cho nha. Có nghĩa là đi vô mà mua đồ ăn không là không cho. Không, tại lúc đó quán mình đang chọn ghế thôi. Ok. Nói là cho rồi, chuyện mét rồi là không cho. Rồi, đây là quầy của con Trang Méo. Của con Trang Méo. Treo bán. Nó bán chân gà. Từ ngày á anh. Chưa tối nè. Anh chưa tối. Ôi, gì? Nó chửi là lâu á. Cá gì à? Nó đang ở chửi nổi luôn. Bị chìm quá hả? À? Chìm quá chìm rồi. Anh có gì quầy của nó luôn kìa. Sao con này nó lấn chiếm lòng ngoài đường dữ vậy Quỳnh? Em bị cắt rồi. Dạ. Yeah. Chờ, chờ anh xíu anh đang quay vlog rồi. Đây, ché. Ché vô ché. Món ché trộn hiện tại đang đứng top 1 ở đây. Top 1 đây à? Vâng. Ngon. Tại vì là phải tiễn giá cả nè, rồi mọi người ăn thử. Ngon.
rồi ra giữ xe, bãi xe. À, Quỳnh chỉ mọi người bãi giữ xe miễn phí. Ở đây thì hiện tại bãi xe mọc lên hơi nhiều nha, cho nên mọi người phải biết quán nào là của Diễm nha. Đi đi Quỳnh, lên lên lên. Để ghế ra Quỳnh, để bàn ghế ra. Thải ghế luôn con ơi. Quán làm mì không kìa? Mì gì? Ở đâu? Ok, đang giảm cân. Ở đây bên đó là gửi xe hơi miễn phí nha anh chị nha. Nguyên dọc là gửi xe hơi miễn phí. Xe hơi là đối diện với quán Cu Phi Rim luôn. Đúng rồi. Còn ví dụ như anh chị nào mình đi xe máy thì hiện tại bây giờ em có cái bản là giữ xe Cu Phi miễn phí ở bên xã An Phước Cũ. Xã An Phước Cũ. Dạ, thì có ví dụ như ở chỗ đó các bạn giữ mà là ví dụ như ngày khách mà đông quá đó mấy chị, mà hết chỗ ở đó nhưng mà cái bản nó cũng rất là rộng thì mọi người hoan hỉ giùm em là những ở đây là nhờ các chỗ là mà giữ xe cái này mọc lên 5.000. 5.000 đúng không? Đó là nhà do người ta mua ra cho giữ cho mấy chị nha. Mà sợ tay chặt chém hay không? Không có phải không? Giữ 5.000 thôi. Ok, 5.000 thì ok. 5.000. Bữa 5.000 em thấy comment ta cũng chửi mình không? Tại vì ta không biết ta tưởng mình. Cái bãi đó mà nó hết rồi thì mọi người đến là nhà dân cho mọi người nha, là mấy anh chị giữ cho nên mọi người sẽ tính phí là 5.000 thôi à, cho nên mọi người yêu thương ủng hộ em nha. Ok. Bịch rác kìa, dẹp bịch rác luôn kìa. Chồng ơi. Để bịch rác cho anh vô đi cưng, vô đi la anh chụp. Vô đi la anh chụp cho. Vô chồng uống nước đi. Tại vì anh đang quay, vô đi cưng. Và hiện tại ở đây thì em cũng có thể đem khẩu trang kèm theo là có pháo nữa. Đó, đây pháo là tại quầy ông nội và bà nội luôn. Ông nội bà nội bán táo, bà nội bán táo mà bà nội. Nhanh lắm chị, nhanh lắm hả? chỉ là làng là sớm biết không? Đúng rồi. Sao ai cũng bán giống cái miệng cà chét chét, bữa bị phốt lần chưa sợ hả? Trời đa cơ thứ dữ luôn rồi. Bẩm sinh mà. Bẩm sinh mà. Không có sợ ai. Không ai cũng sợ. Chữ cái thằng kia kìa mà em nghe không? Em cứ tưởng nó chữ em. Bỏ lên mẹ, bỏ bịch lên, đừng để đất. Đây là táo đỏ nhà em bán cho mấy chị, rất là ngon, 111 bịch. Mấy chị mà mua 1 ký là 190.000, 2 bịch. Mọi người đến quán này cho mấy chị ăn thử nha. Okay. Thử ngon mấy chị mua. Rồi, cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Đó, khách đang vô đó mọi người. À, khách đang vô, khách đang vô. À. Lát anh vô anh chụp hình. Ủa mẹ ở đây chứ? Ở quán em á mấy chị, trong cái menu em á mấy chị. Ngồi vậy đó anh vô, anh quay clip cho vợ anh cái. Cái món là trà gạo gạo rang, nhưng mà cái món đó là cái món ngon cực kỳ ở quán em. Signature. Trời ơi ngon lắm mấy chị ơi, cái đó không phải trà sữa nha, nhưng mà nó là trà gạo rang rất là ngon. Nó màu trắng trắng nhìn giống như sữa nhưng mà uống vô là ngon lắm nha. Ok, quay ra ngoài á Quỳnh, ghế kia quay ra ngoài. À, trọng à, cái thang giùm cho anh, bật cái dù xuống, hạ cái đó cho sạch sẽ đi giùm anh. Ngày thường á mấy anh chị là ở trong thì nó hơi một ngàn, thì em có rải thêm vài cái ghế ở đây, mấy chị nào tới đây mà mình xem cũng được nha. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.